giờ gặp mặt nhau biết nói câu gì. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao, tự hỏi rằng sẽ khó thế nào. Tạm biệt người yêu trong tim thơ, tạm biệt người yêu trong môi ước đã bao nhiêu lần ném cây đắng khi yêu. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao, cô đã lại quay suốt bao đêm dài. Tạm biệt người yêu thương nhiều nhất, tạm biệt người mang bao phiền phức đến con tim này. Hay là ta mới yêu chưa kịp đắm sâu. Tạm biệt người yêu thương nhiều nhất, tạm biệt người mang bao phiền phức.